chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng để gửi tới quý vị những hình vẽ. Quý vị không biết là đã sẵn sàng hay chưa để đuổi theo hình, bắt chữ khẩn trương để chúng ta chính thức bước vào chương trình đuổi hình bắt chữ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình. Tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng làm quen với ba người chơi chính thức trong chương trình. Bạn hãy giới thiệu về mình. Hôm nay thì bộ ba người chơi sẽ có một lời chào khác so với những số phát sóng khác. Hay quá. Rồi. Và chúng tôi sẽ đồng thanh để chào tất cả quý vị khán giả. Bộ ba người chơi Sơn, Phương, Linh. Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ. Có đầu tư nó có khác. Hay hơn hẳn đúng không? Hay hơn hẳn mà nó không khí chương trình. Vâng. Các bạn biết sao không? Toàn là em tên là, em đến từ, em mong rằng. Là nó bị là theo một cái mô típ. Nó theo một cái mô típ, theo một cái khuôn nào mà ai cũng làm thế. Vâng. Mà các bạn làm thế này, phải nói rằng trong cái phần chào của các bạn, không khí rất tuyệt vời, nhưng mà thông tin chưa có gì. Đấy, cái phần chào cũng rất cần thông tin. Nào, xin mời các bạn. Xin chào anh Sơn Bắc, xin chào quý vị khán giả xem truyền hình và toàn bộ quý vị khán giả đang ngồi trường quay. Tôi tên là Nguyễn Việt Linh, hiện tôi đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Sơn Hải với tư cách là một kế toán viên. Năm nay tôi 26 tuổi và đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình game show truyền hình. Tôi rất mong được nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và sự gợi ý nhiệt tình của anh Sơn Bắc ạ. Vâng. Bạn Linh đúng không? Dạ. Bắt đầu lên truyền hình. Dạ. Có lo không? Em có. Có sợ không? Sợ thì không nhưng mà em lo và mất ngủ mấy hôm nay rồi ạ. Mất ngủ? Vâng ạ. Chỉ có lo thôi mà mất ngủ. Vâng ạ. Giống như cái bạn mà cái bạn viết thư đến với chương trình, từ khi biết là mình tham gia chương trình là một tuần không ngủ không ăn, hao 4 cân. Em mới hao có 2 cân thôi. Đấy, cái bạn kia là hao 4 cân và bạn ấy bị loại sau vòng 1 cũng sau 4 phút. Đấy, thế là con số 4 thế nào ấy? Không nhưng mày mà bây giờ em mới có 2 thôi ạ. Nhưng mà bạn thì không bị loại nữa, cái vòng mà loại nó không bỏ rồi. Đúng rồi. Bỏ rồi, Linh hiểu không? Đừng có lo. Vâng. Đúng rồi. Còn bạn Sơn. Xin chào anh Sơn Bắc, chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ tại trường quay cũng như là thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tôi là Nguyễn Ngọc Sơn, bút danh Sơn Baris và đang là nhà văn và người đào tạo về kỹ năng kinh doanh online và phát triển ngôn ngữ viết. Thật ra thì mọi người khi mà gặp tôi lần đầu tiên thì thường hỏi là có rất là nhiều những cái công việc khác để mà mình lựa chọn, thì tại sao lại lựa chọn một cái công việc nó vừa vất vả, vừa là có thể là kiếm được ít tiền hơn những công việc khác, mà giữa một cái thời kỳ văn hóa đọc nó cũng đã dần bị lãng quên và mai một. Thì tôi cũng tự hỏi bản thân là tôi lựa chọn như thế đã đúng hay chưa, và nếu có quay trở lại thời gian mà mình được lựa chọn khởi nghiệp thì mình có lựa chọn công việc ấy không? Thì câu trả lời của tôi là có, bởi công việc ấy cho tôi rất nhiều thứ, không chỉ là chia sẻ tất cả những cái cảm xúc, những cái chiêm nghiệm của mình về cuộc sống, mà còn là cầu nối giúp tôi gắn liền với tất cả các bạn độc giả trên toàn quốc, những người mà dù không gặp mặt tôi nhưng cũng có thể gửi những lá thư giống như tôi là người thân và tri kỷ của họ vậy. Ngày hôm nay đến đây chơi thì tôi cũng có mang cuốn sách gần đây nhất của tôi, mang tên là 13, gồm 13 câu chuyện buồn về tình yêu, gửi tặng cho anh Sơn Bắc, nhưng mà lại mong là anh Sơn Bắc sẽ có những giờ phút vui vẻ khi mà đọc cuốn sách này. Rồi, tôi hiểu rồi. Em xin phép được tặng anh Sơn Bắc. Tôi nhận ngay, tác giả gửi cho tôi cuốn sách 13 câu chuyện buồn về tình yêu. Và hy vọng rằng tôi thật vui vẻ khi đọc sách. Wow, tôi sẽ nhận ngay. Và em cũng bật mí là anh Sơn Bắc là người đầu tiên em tặng sách ạ. À. Vì em có một cái quan điểm của mình là mình sẽ không tặng đi cái con chữ của mình, nhưng mà anh sẽ là người đặc biệt nhất. Nên em hy vọng hôm nay anh nhắc em và ba người chơi thật nhiều ạ. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. 13. Dạ. Xin cảm ơn bạn. Em cảm ơn anh. Tôi phải nói thật với bạn Sơn như thế này. Thưa quý vị, tôi đang cảm thấy rất là hào hứng và không kém phần xúc động. Trong bản đăng ký của bạn tôi đã đọc rồi. Bạn mong muốn truyền cảm hứng. Bạn mong muốn là cái thời kỳ hoàng kim của việc đọc sách nó quay trở lại. Và trong thực tế thì chính tôi cũng là người mà rất ủng hộ trong phong trào đọc sách. Và tôi cảm ơn cái tình cảm đặc biệt của bạn. Tôi là người đầu tiên được tặng sách. Tôi cảm ơn. Mời tiếp theo. Xin mời bạn. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thùy Phương. Hiện tôi đang công tác tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội ạ. Ngày hôm nay thì tôi rất vui được đến tham gia chương trình đuổi hình bắt chữ. Rất mong sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn thể quý vị khán giả và các bạn, cũng như là sự gợi ý của anh Sơn Bắc ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn bạn Phương rất nhiều. Bạn Linh, bạn Sơn, bạn Phương, ba bạn đã bàn nhau để đưa tới một cái lời chào đầu tiên nó rất là rộn rã.
Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ có một tràng vỗ tay thật lớn, rộn rã không kém để chào đón các bạn và bước vào phần thi thứ nhất của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Phần thi đầu tiên, các bạn thân mến, lúc nãy, lúc bắt đầu chào ấy, thì có vẻ như các bạn rất đoàn kết. Nhưng bắt đầu từ bây giờ trở đi là tình hình có vẻ sẽ thay đổi. Mạnh hai người đấy nhấn chuông và trả lời. Chứ đoàn kết thì tình hình lại xấu ngay. Đồng ý không nào? Dạ vâng. Chuẩn bị nhá. Sơn ấy không cần tư duy nhiều đâu. Không cần lập sơ đồ hay là nhân vật các thứ bộ nhá. Cứ bình tĩnh thôi, cứ xem vào đây một trả lời này. Bây giờ là lúc là cần phải ghi điểm có tiền thưởng. Một tràng vỗ tay, chúng ta đến với miếng ghép đầu tiên. Đây là gì? Mời bạn Linh. Thưa anh là bới móc ạ. Bới móc, đáp án chính xác, đó là bới móc. Mời bạn. Nào, miếng ghép tiếp theo. Mời em bạn xin Phương. Trả lời là trợ tình ạ. Đáp án chính xác, đó là trợ tình. Chúc mừng. Mời bạn nhận tiền thưởng. Sơn nhá, chưa có tiền thưởng đâu. Dạ. Miếng ghép tiếp theo. Hai từ. Mời bạn Sơn. Hạt gì kia nhỉ? Hỏi những người xung quanh. Hạt, này hạt gì mà ăn thơm thơm? Điều ước. Đáp án chính xác, đó là điều ước. Hài quá, có thể thở nhẹ nhõm cũng được. Thôi mình cứ theo lần lượt thế chị nhá. Chị này đến em. Cứ chia thế à? Tức là bỏ phải nhà nào nhớ ấy phải chịu à? Tức là đến chỗ nào mà lỡ bước là hai người kia đi về à? Xin mời bạn. Miếng ghép thứ tư, nhanh nào. Mời bạn Sơn. Túi hỏi. Túi hỏi, chưa chính xác. Còn 10 giây. Em thưa anh là bao quát ạ. Bao quát, đáp án chính xác. Rồi. Mời bạn. Tiếp theo. Mời bạn Linh. Em thưa anh là đem con bỏ chợ ạ. Hoàn toàn đúng, đó là đem con bỏ chợ. Đây là đối tượng mà lúc trước bảo là ui chị sợ lắm đấy hả? Vâng ạ. Bà ngồi ở dưới kia thì bảo chị chưa xem chương trình nào mà chị trả lời được quá hai câu. Lên đến đây thì toàn câu khó. Đem con bỏ chợ là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 6. Hai từ. Quá dễ. Mời bạn Sơn. Sông Hồng. Sông Hồng, đáp án chính xác, đó là sông Hồng. Xin mời. Miếng ghép thứ 7. Có một. Xin mời bạn Linh. Làng nổi ạ. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Một câu mà ở quê cứ hay kêu. Ôi, tôi mất gà rồi. Ôi, cái gì? Xin mời bạn Phương. Đáp án của em là làng nước. Làng nước, đáp án chính xác. Làng nước. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. 4 từ đang chờ các bạn. Sơn bình tĩnh, Linh Phương cố lên. Mời bạn Sơn. Xe kéo. Chưa chính xác. Đây là gì? Mời bạn Linh. Thưa anh, em xin đoán là ô tô du lịch ạ. Không thể sai được, đó chính là ô tô du lịch. Bạn rất thông minh. Mời bạn. Dạ. Miếng ghép thứ 9 đang chờ các bạn. Tên một con phố thuộc quận Hai Bà Trưng. Mời em bạn Phương. Hay là Mã Mây ạ. Chưa chính xác. Không được. Ở đó có một nơi chuyên làm triển lãm. Mời bạn Sơn. Tô Ngọc Vân. Đấy không phải quận Hai Bà Trưng, đấy quận Tây Hồ. Thôi bạn qua thời gian rồi lại còn trả lời đi trả lời lại nha. Vẫn còn cơ hội dành cho bạn Linh. 3 giây nữa. Nào. Xin mời.
thưa anh, em xin đoán là Thủy Vân ạ. Thủy Vân. Con phố này rất mới nha. Đáp án của chúng ta là Vân Hồ. Những ghép thứ 10. Mời bạn Sơn. Thuốc tiên. Đáp án đúng, đó là thuốc tiên. Mời bạn. Kết thúc miếng ghép thứ 10 trong phần thi thứ nhất. Bạn Phương đang có 600.000 đồng tiền thưởng, xin chúc mừng. Bạn Sơn đang có 900.000 đồng tiền thưởng, chúc mừng bạn. Còn bạn Linh 1.200.000 đồng. Bạn Linh thấy phần này thế nào? Quá nhanh, quá nguy hiểm ạ. Quá nhanh và nguy hiểm. Cái phần này có thể quá nhanh, còn cái câu nguy hiểm là hai bạn còn lại dành cho bạn. Bạn mới là nguy hiểm. Đầu tiên là bạn Linh, Nguyễn Việt Linh. Dạ. Tên thường nhầm với con trai. Dạ vâng ạ. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em thì như lúc đầu bạn Sơn đã chia sẻ, bạn ấy bảo là dạo bây giờ thì giới trẻ rất là ít khi đọc sách. Thế nhưng mà chị xin nói với Sơn một điều là chị là một người rất thích đọc sách. Cái sở thích của em thích đọc sách, nhưng mà hầu như những cái câu chuyện mà em đọc nó đều là viết về động vật hoặc là viết về những cái câu chuyện đời thường. Bạn là thích đọc sách. Dạ. Thích đi du lịch. Dạ vâng ạ. Còn thích gì nữa không? Sống ở trong nhà, em là chị cả trong nhà. Nhà em có 3 chị em thì có 2 đứa em gái. Tính của em thì rất là thích gọn gàng, sạch sẽ, ưa dọn dẹp. Nhưng mà hai đứa em nó lại không hề giống em ở điểm đấy. Mà hai đứa nó là chúa luộm thuộm. Rồi. Nó có thể thay cái gì ra là nó vứt ngay ở đấy. Làm ăn thì chết. Mà em là chị chúng nó. Đúng em rồi. Đã quát nó rất nhiều. Đã có nhiều lần mà chị em xung đột. Bây giờ thế này. Bạn có hai đứa em. Dạ. Bạn là chị. Dạ. Tính tình gọn gàng ngăn nắp. Dạ. Giống bố hay mẹ? Dạ cái này em giống mẹ. À thế thì hai bạn kia giống bố thế thôi. Không có vấn đề gì hết nhá. Không có vấn đề gì cả. Ấy thế mà bố mẹ lại kết hợp với nhau. Thế cố gắng chịu đựng. À rất may là giờ em không phải chịu đựng nó nữa rồi ạ. Em đi lấy chồng rồi anh ạ. À lấy chồng rồi. Vâng. Thế chồng có hay bày bừa không? À, may là chồng em thì cũng hiểu tính em cho nên là anh ấy cũng khá là gọn gàng ngăn nắp ạ. Rồi. Trước thì anh ấy cũng có luộm thuộm, nhưng mà sau khi nghe em càu nhàu nhiều rồi thì cũng sợ gia đình bất hòa nên là cũng phải sửa đổi tính nết rồi ạ. Chúc mừng bạn đã có một ông chồng rất nghe lời vợ. Bèn được chồng. Bạn Phương có gia đình chưa? Dạ em vẫn chưa lập gia đình ạ. Chưa lập gia đình, dạ. Nên là tự mình làm, tự mình quyết. Dạ đúng vâng không? Đúng rồi ạ. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em thì em có sở thích là nghe nhạc. Em hay xem phim và bình thường thì em rất là thích ngắm cảnh. Ngoài ra thì cái sở thích của bạn ấy còn có cái gì khác nữa? Về phần sở thích cá nhân thì là em hay có cảm hứng, sáng tác thơ ấy ạ. Thơ ca. Thơ luôn. Vâng vâng. Nên là thỉnh thoảng em có mà vui vui, tâm trạng vui vui hoặc là buồn buồn thì mình cũng thể làm một bài thơ. Chúng ta hôm nay chương trình có nhà văn, nhà thơ đầy đủ. Bạn Linh là chính là làm... Em làm kế toán ạ. Ở đấy. Có nhà văn, nhà thơ và bên đếm tiền. Tức là chúng ta có cả lãng mạn và thực tế. Dạ, xin mời nhà thơ, bạn Phương, bạn có thể anh, đọc một... Thực ra là cái bài thơ này ấy, thì em kể sơ qua về cái hoàn cảnh sáng tác đúng không? Có cả sơ ạ, được. Là cái bài thơ này thì thực ra là bạn em, một đứa bạn thân của em thì mới lấy chồng. Nhà thì ở Tuyên Quang. Là cái đợt vừa rồi mà hai vợ chồng lấy nhau xong thì thực ra em không biết là ở nhà có phải rảnh quá không. Thế là bắt đầu nghĩ ra việc là buôn bán đồ miền núi ạ, đồ sạch đấy ạ. Thế là bán rượu này, xong rồi bán cam, các thứ. Thế là một hôm thì thấy bạn em inbox cho em. Thế là bạn nhờ là máy mày, tao sắp bán rượu quê. Bây giờ mày làm tao một bài thơ để mà quảng cáo ở trên Facebook có được không? Này. Thế là sau khi có đặt hàng đấy thì là em ngồi nghĩ một lúc xong rồi em xuất khẩu thành một bài thơ. Hay quá, thơ bán rượu. Thơ về bán rượu ạ. Bài thơ tên là Thi Tiểu ạ. Bài thơ bắt đầu. Một ly xin đọc một bài thơ, rượu nồng tiểu đượm có như mơ, nhịp lơi nhịp nghỉ dăm vần điệu, nâng lên đặt xuống một chén chờ. Khí phách hào anh cũng ngút ngàng, rót châm ba chén chạy quanh bàn, chén chú chén anh xin dốc cạn, tình thâm ý đượm rót miên man. Có nhận tình này uống chén đầy, rượu vơi quá nửa vò chưa say, nồng nàn ngây ngất như thủa ấy, huynh đệ tình thâm nốt chén này. Vâng, hay. Tí nữa cho tôi cái bài đấy nhé. Dạ vâng. Tôi tặng riêng cho anh Công Lý. Anh Công Lý uống rượu làm thơ rất hay. Và bây giờ quay lại với bạn là Sơn, tác giả trẻ. Một lần nữa tôi thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với bạn. Thực sự. Em cảm ơn anh. Bạn còn làm rất nhiều việc khác nữa. Ngoài viết sách. Ngoài viết sách. Em có
tham gia đào tạo kinh doanh online và phát triển ngôn ngữ viết. Vâng, cũng chính là bởi vì là sử dụng anh thì lại rất giỏi ngôn ngữ nói, còn em thì lại có một chút thế mạnh về ngôn ngữ viết, nên là lý do tham gia chương trình ngày hôm nay cũng chính là để mình xem mình có bắt được hình để đuổi được kịp chữ hay không. Tôi phải nói thật, bạn nói cũng rất rõ, bạn hoàn toàn có thể trở thành một MC tốt, mà với vốn kiến thức bạn có được thì bây giờ cũng vẫn chưa muộn. Bạn vừa làm MC, bạn vừa viết sách, bạn vừa đào tạo hướng dẫn ngôn ngữ viết. Ngoài ra tôi thấy phong cách của bạn cũng rất nghệ sĩ. Xin cảm ơn bạn Sơn rất nhiều. Bây giờ chính là thời gian để chúng ta đến với vòng thứ hai. Vòng này là một vòng rất đặc biệt. Bởi kết thúc vòng thi này, ai có số tiền thưởng cao nhất người đó sẽ lọt vào vòng 3 là vòng siêu tốc. Vỗ tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu những miếng ghép đầu tiên. Nào, đây là gì? Mời bạn Phương. Đáp án này là răng lược ạ? Chưa chính xác, gần đúng. Mời bạn Sơn. Lược răng. Không phải. Cứ bình tĩnh, đây là gì? Mời bạn Linh. Thưa anh, em xin đoán là răng cải ạ? Không đúng, gần đúng rồi, cố gắng. Khi mà tình hình rất là hỗn loạn, không phân biệt ranh giới. Và cụ thể là, xin mời bạn Sơn. Lược mắc răng. Không đúng, gần đúng rồi, gần đúng rồi. Bình tĩnh tìm, tiếp tục. Xin mời bạn Phương. Lược cải răng ạ. Gần đúng rồi, sắp ra rồi. Vỗ tay của Vũ cho các bạn đi nào. Đây là gì bạn Phương? Răng cải lược ạ. Không đúng. Mà ở thế, thế gì mời bạn Sơn. Gần đúng rồi. Dạ. Bình tĩnh bạn Phương, cho bạn cái cơ hội nào. Anh ư được không anh? Không, tí nữa tôi ư sau. Nào, tiếp tục. Đây ạ. Bạn hết cơ hội rồi. Và xin mời bạn Phương. Lược răng cải ạ. Không đúng, trời ơi. Gần đúng rồi. Đây bạn Sơn. Vâng ạ. Cài răng lừa. Chính xác. Cài răng lừa. Mời bạn mở. Bạn có 5 giây đấy, có trả lời gì không? Dạ thôi ạ. Mây bay tháp cổ đi. Miếng ghép thứ hai. Nhanh nào các bạn. Gì đây? Mời bạn Linh. Thưa anh, em xin nói là bút tháp ạ. Chưa chính xác. Mà đây là... Mời bạn Sơn. Tháp bút. Hoàn toàn đúng, tháp bút. Mời bạn Sơn. Mở chi tiết. Xin mời. Nó không 3. Phải 3D à anh? 2. 1. Em không có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 3 đang chờ các bạn. Phương cố lên. Dạ vâng ạ. Mời bạn Sơn. Hàng số. Chưa chính xác. Được quyền trả lời liên tục. Mời bạn Linh. Thanks. Em xin trả lời là bán lẻ ạ. Đáp án chính xác, tư duy rất thông minh, rất giỏi, bán lẻ, dã man. Cảm giác con người này luyện tập cực kỳ khủng khiếp khi đến đây. Chị mất ngủ mấy đêm rồi mà. Mời bạn. Mở chi tiết. Em chưa có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 4, mời các bạn. Mời bạn Linh. Thưa anh, em xin trả lời là tẩy não ạ. Chính xác. Trong khi bạn Sơn với bạn Phương về một phe đi. Chung một cái. Em về một cái. Không tí chia tiền đôi. Em không thể nào đấu được với con người này đâu. Không đâu, em chỉ mới bắt đầu thôi mà. Lúc nào cũng chỉ mới bắt đầu gần hết vòng 3 rồi chị ạ. Ừ, làm ăn thế này thì chết. Ôi. Không thể đấu được với con người này. Cái con người mà ghê gớm mắng hai đứa em là mình là chị của nó, bảo nó không nghe. Và bây giờ thì thoát rồi, em có gia đình rồi, chồng em rất nghe lời em. Tôi đùa thôi, chúc mừng bạn. Tẩy não là chính xác. Xin mời bạn. Năm, bốn, ba, hai, một. Em vẫn chưa có câu trả lời.
Miếng ghép thứ 5, xin mời. Mời bạn Linh. Thưa anh, em xin trả lời là thị trường ạ. Lại đúng. Không nhanh thế được. Ít nhất là phải cho hình nó chạy để em còn xác định đấy là quả gì đã. Nhìn đã tưởng quả na, quả thị, quả mơ. Thì đây đã thị trường rồi. Thị trường là đáp án chính xác. Mời bạn nhận tiền thưởng. Xin mời. 3 triệu đồng. 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 6, đừng có trả lời ngay. Mời bạn Sơn. Bàn thuốc. Không phải. Tiếp theo, xin mời. Mời bạn Sơn. Học thuốc. Không đúng, gần đúng. Gần đúng rồi. Mời bạn Phương. Thuốc học ạ. Không phải. Mời bạn Sơn. Học dược. Không phải. Xa quá, anh đi xa quá. Xa quá. Mời bạn Sơn. Cái gì nhỉ? Bạn Linh, bạn gần gù rồi đấy. Chị đừng làm em cuống. Để cho bạn cho anh. Không nói gì đâu. Học sinh. Không đúng. Tiếp tục. Vẫn là bạn. Học viên. Chính xác, nó là học viên. May quá. Bạn Linh. Em còn chỉ mong cái chương của chị bị hỏng thôi để. Anh kéo cho em giúp em hỏng. Cái Sơn trả lời đúng mà bạn Linh, ôi giời ơi. Cái lúc mà tiếng chuông kêu, em thề em bảo tôi chết rồi, chị Linh rồi, mất cơ hội rồi. Không làm gì được nữa, may quá là em. Em nhanh đấy. Em phải ôm chặt cái chuông này thôi. Bạn Linh cũng nghĩ ra rồi đúng không? Vâng. Mời bạn Sơn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 10, tập trung. Đây là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vẫn còn cái gì để chưa ra? Chưa gợi ý, tôi sẽ gợi ý sau. Miếng ghép thứ 7, nhanh nào. Xếp bao tải. Không đúng. 2 từ, mời bạn. Bao tải. Chưa chính xác. Xếp hàng. Không đúng. Phải để cho tôi gợi ý chứ. Có ý không nào? Vì bên là nhanh quá. Thì chơi, em chưa nghĩ ra. Anh gợi ý đi anh ơi. Vẫn tin bạn Linh à? À tin, không tin. Nào, nghe tôi gợi ý. Listen to me. Cậu bé đang làm gì? Mời bạn Sơn. Động từ, từ xe này sang xe này. Là bê phát. Gần đúng. Còn khác nữa. Rồi, tiếp theo. Nào mời bạn Linh. Thưa anh, em xin đoán là truyền tải ạ. Đáp án chính xác. Yes. Con người này. Chị vừa nghĩ ra. Ngay từ khi em bấm chuông. Chị vừa nghĩ ra. Thế còn bảo em là để anh ấy gợi ý đã. Thế là em mới nhả cái chuông ra. Em nghĩ đấy là một hình thức tôn trọng mọi người. Em mới nhả chuông ra. Em sai rồi. Em phải ôm lại cái chuông. Có thể công nhận là hở ra một cái là chết ngay với bạn Linh. Không thể nào đấu được. Hai chị em đang hoang mang. Không sao, cứ bình tĩnh. Nào, mời bạn Linh. Mở. Nghĩ miếng ghép thứ 10 đi. Đồng mật cách xôi gấc ạ. Đồng mật cách xôi gấc. Là... À, câu này để tôi về hỏi bố tôi xem. Chưa chính xác. Nào, miếng ghép thứ 8 các bạn. Mời bạn Sơn. Canh đào. Chưa chính xác. Mời bạn Sơn. Không phải canh đào. Mời bạn Phương. Sông Đào ạ. Đáp án đúng, đó là sông Đào. Mời bạn. Mở chi tiết. Năm, bốn. Chắc là em xin chuyển câu tiếp theo ạ. Ba, hai. Chuyển giữa. Ôi giời, nhanh quá.
Tôi đang định giữ nguyên hình để tôi gợi ý. Anh gợi ý cho bọn em. Bọn em nhớ hình. Nhớ chưa? Bọn em nhớ rồi. Nhớ chưa? Ở phía trên góc kia là cái gì? Xôi gấp. Đúng rồi. Bỏ nó là tính chất nó đi. Mà hãy gọi đúng nó là gì thôi. Nó là? Xôi. Ở dưới thế nào? Là gì? Cũng mật ạ. À ha. Xôi nó ở đâu? Xôi ở trên trên cạn đấy. Trên cái bờ cạn đấy. Đúng rồi. Chuyển ra tiếp mục bơi. Được chưa? Thế còn ở dưới? Ở dưới là cái vại mật đấy. À, nhưng khổ lắm. Tôi bước xuống là bước xuống đâu? Bước xuống con ruộng. Đúng rồi. Mà dưới ruộng có gì? Có lúa. Lúa. Không, lúa thì là bình thường. Có con mật. À, có cái gì? Có cá. Không, có mật cá có, đâu. Có mật đấy ạ. À, có mật. Có gì? Có hũ mật. Rồi, ok. Xôi ở đâu? Xôi trên bờ. Trên bờ. Ở dưới ruộng. Rồi. Hàm ý chỉ ruộng đất màu mỡ phì nhiêu dễ làm ăn. Rồi. Được chưa bạn Sơn, chắc chắn rồi không? À, chắc bạn Linh chắc chắn không? Em không chắc chắn lắm ạ. Em cũng không chắc chắn lắm nhưng mà 88% đi. Rồi. Nào, tập trung miếng ghép thứ 9. Chú ý. Bình tĩnh. Đã có gì đâu, đã có gì đâu. Em sai rồi. Tiếp tục. Mời bạn Linh. Em thấy anh là nhìn rau gắp thịt ạ. Đáp án chính xác. Yeah. Bây giờ chuyển từ kèn cựa sang ngưỡng mộ đi. Đây. Thật sự, tái phục cái câu này còn đang tưởng ăn thịt. Thực ra thì nó sẽ có một câu chính xác hơn như là lườm rau gắp thịt thì nó sẽ cũng có ý nghĩa tương đúng không ạ? Kệ bạn. Chương trình là thế. Đúng rồi. Của chúng tôi là đuổi là hình bắt chữ. Dạ. Một lát nữa tôi sẽ cho bạn xem chữ tôi đánh máy in hoa. Đáp án là nhìn rau gắp thịt. Mời bạn. Xin mời. Thưa anh, em xin đoán câu này là bờ xôi ruộng mật ạ. Cảm ơn em, cảm ơn em. Bờ xôi ruộng mật. Còn mình không chơi với nhau nữa. À, từ đã. Anh ấy có đúng không ạ? Bạn cứ vui xong đi rồi tôi nói. Thôi em chờ anh nói xong rồi em mới vui ạ. Bạn vui xong rồi. Xong rồi anh. Bởi vì nghe cái vần cái âm ấy tôi phát ấy, phát âm ấy là bờ xôi thì là nghĩ là bờ xôi. Đúng là bờ xôi đấy. Không, nghĩ là bờ xôi thì đúng quá. Là gì? Ruộng mật. Ruộng mật ạ. Là ruộng mật. Vâng. Và bạn lắp vào là thành bờ xôi ruộng mật. Vâng. Nhưng mà bạn quên mất cái việc mà tôi đã đọc cái gì nhỉ? Cái gợi ý. Hàm ý chỉ ruộng đất màu mỡ phì nhiêu dễ làm ăn. Thì để biểu trưng cái ý này bằng một cái câu thì không có câu nào khác là bờ xôi ruộng. Ôi yeah! Bờ xôi ruộng mật. Với cách chơi của bạn, với khả năng của bạn, tôi đang chờ đợi bạn dinh toàn bộ giải thưởng của chương trình. Vâng, em cũng hy vọng thế ạ. Cộng thêm cho bạn 3 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn em. Nào, chúng ta cùng xem. Bạn Phương nó có 1 triệu 100 ngàn đồng, xin chúc mừng. Bạn Sơn, rất tài năng, duyên dáng, đang có 2 triệu 400 ngàn đồng. Bạn Linh, 6 triệu 700 ngàn đồng. Xin mời bạn Phương và bạn Sơn hãy ra đây với tôi. Cho phép tôi chụp ảnh và trao quà cho các bạn. Xin mời. Xin gửi bạn. Vâng, chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và dạ. Tiếp tục ra những tác phẩm hay. Dạ, em cảm ơn anh. Xin gửi bạn. Dạ, cảm chúc cảm bạn luôn luôn mạnh khỏe, dạ, xinh đẹp và hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn các ạ. Bạn đã đến với chương trình. Dạ, xin cảm ơn. Em cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage. Đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý.
Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đua hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đua hình bắt chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ 3 của chương trình, đó chính là đua hình bắt chữ siêu tốc. Phần thi siêu tốc, thưa quý vị, không khí trường quay vô cùng đang phấn khích bởi vì chúng tôi cũng như là tất cả những ai đang chứng kiến mà người chơi để đến với phần này là đều đang hồi hộp và mong rằng bạn ấy sẽ là người chiến thắng một cách tuyệt đối. Và tôi tin rằng quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình cũng đang rất là hồi hộp và chờ đợi. Cụ thể, chào bạn. Dạ, em chào anh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Linh ạ. Bạn Linh. Bạn Linh đến đây với tinh thần thế nào? Quyết chiến quyết thắng anh ạ. Quyết chiến quyết thắng. Ở phần này bạn hy vọng điều gì? Em hy vọng mình sẽ cán đích ạ. Đó là trả lời được câu số 15. Dạ. Qua câu số 11. Dạ vâng ạ. Bao nhiêu phần thưởng về hết nhà mình. Tôi sẽ nói kỹ hơn về luật để bạn có thể chiến thắng một cách tuyệt đối. Dạ. Cố gắng lên bạn Linh. Nào, chuẩn bị. 15 hình vẽ. Việc của bạn là đuổi theo hình và bắt chữ. Tôi sẽ gợi ý cho bạn liên tục. Dạ. Hình vẽ của chúng tôi được bố trí thành 5 tầng theo dạng hình tháp. Tầng 1 có 5 hình và tầng 5 có 1 hình. Bạn muốn lên tầng 2 phải trả lời được một câu ở tầng 1. Muốn lên tầng 3 trả lời một câu ở tầng 2. Cứ như vậy. Mỗi tầng sẽ có số tiền thưởng. Đó là 1, 2, 3, 5 và 30 triệu đồng. Ô số 11, ô rất quan trọng. Bạn lưu ý. Và hôm nay, cụ thể bạn Linh có cơ hội nhận được. Bạn có hợp màu tím không? Dạ có, em yêu màu tím ạ. Yêu màu tím rồi. Tôi vẫn nói đùa là tầm này thì màu gì cũng hợp. Vấn đề đúng không? Vâng, vấn đề là vấn chúng đề ta là... đạt được, đúng vâng không? Ạ. Nào, mọi người đang rất hồi hộp. Bạn cứ dạ. bình tĩnh nhé. Vâng, bạn cứ bình tĩnh. Nào, tôi bắt tay bạn. Dạ vâng nào. Ạ. Em cảm ơn anh. Một tràng vỗ tay thật lớn, thưa quý vị. 60 giây, bắt đầu. Ô số 1 ạ. Ô số 1. Ý nói cái điều gì đó đầu một tư. Tiền gà, ba tiền thóc ạ. Chính xác, mời bạn. Ô số 6 ạ. Ô số 6, mời bạn. Đây là gì? Khó quá có thể sóng bỏ qua. Sóng bạc đầu ạ. Chưa chính xác. Sóng. Bốn từ. Sóng bạc. Ba từ chính xác rồi, còn thiếu một từ. Sóng bạc đầu. Khó quá có thể bỏ qua, bạn bỏ có thể làm được ô mà. Ô số 7 ạ. Ô số 7. Xin mời. Rất dễ. Ba từ. Bao chuyển tiền ạ. Chưa chính xác. Thư chuyển tiền ạ. Thư chuyển tiền chính xác. Ô mời bạn lên ô số 11. Xin mời. Đây là gì? Ý nói không ăn bữa chính mà suốt ngày chỉ ăn bữa phụ. Quà vặt. Năm từ. Mồm như mỏ khoét. Không phải, đúng rồi các bạn. Không. Cái gì? Cái hộp gì đây? Không phải. Ăn quà như mỏ khoét. Ăn quà như mỏ khoét, chính xác. Chính xác. Hết giờ. Vâng, chính xác. Chính xác, chính xác, chính xác, chính xác, chính xác, chính xác. Vâng. Bạn còn đúng giây cuối cùng. Chúc mừng bạn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Rõ ràng là bạn thắng mà sao tôi cứ bùn rùn cả người. Em cũng bùn rùn cả người. Bạn xứng đáng chiến thắng hơn. Bạn dạ. xứng đáng đạt được thành tích cao hơn. Thưa quý vị, bạn Linh đã chiến thắng ở ô số 11. Đương nhiên rồi. Bạn nhận được món quà của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải. Dạ. Tổng số tiền thưởng của bạn không kể quà là 9.700.000 đồng. Xin mời bạn. Cảm xúc bây giờ thế nào? Dạ em vỡ hòa, hạnh phúc ạ. Đây là quà của chương trình gửi tặng bạn. Đây là quà của chương trình. Đầu tiên đây là món quà đặc biệt xin gửi tặng bạn. Dạ. Màu lại rất hợp với mình. Còn đây là quà của chương trình xin dạ, gửi vâng. bạn. Em cảm ơn chương trình bạn ạ. Bạn rất xuất sắc, bạn dạ. xứng đáng nhận quà như thế này. Dạ. Vâng, rất tuyệt vời. Một tràng vỗ tay nữa cho bạn Linh. À, chúc mừng bạn. Dạ, vâng. Và tôi tin rằng hai người chơi cùng bạn cũng rất muốn chúc mừng bạn. Tôi rất muốn mời cả hai người chơi lên đây để chúc mừng. Nhanh xin mời. Vâng. Nào, đứng vào đây.
Tôi cho rằng bộ ba người chơi này, bộ ba xuất sắc đã giúp cùng với chúng tôi có một không khí thật tuyệt vời trong trường quay. Một chương trình chắc chắn sẽ rất ấn tượng đối với người xem. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Chào quý vị và tất cả các bạn. Hôm nay trên sân khấu tôi lại thấy có hai cái màu sắc nó chói lọi, chói lọi. Hôm nay em đã rất can đảm đăng ký và may mắn là bất thình lình thì lại được. Có rất nhiều bộ váy sặc sỡ nhưng mà em phải lựa chọn một bộ sặc sỡ nhất. Và tôi quay trở lại chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ sau thất bại cách đây một năm. Bất ngờ và thú vị, đó chính là Đuổi Hình Bắt Chữ. Sữa bầu. Sữa đậu. Cây gạo. Đầu cá đuôi tôm. Và ai sẽ giành quyền đi tiếp tới vòng cuối để giành chiến thắng? Mời quý vị và các bạn đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng 19h50 thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.